Người dân bang Florida, Mỹ và người dân thành phố Puerto Progreso, Mexico đang lấp đầy các bao cát, di chuyển tàu thuyền cũng như là gia cố các tòa nhà nhằm đối phó với cơn bão Milton. Cư dân thành phố Tampa, bang Florida vừa chuẩn bị các bao cát, trong khi đội quét đường dọn sạch các vật thể ở trên đường. Dự đoán là bão Milton có thể gây ra những tác động rất lớn, sóng biển có thể dâng cao tới 6 mét. Bão Milton dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc bán đảo Yucatan và băng qua phía nam vịnh Mexico vào ngày hôm nay và ngày mai. Một tuần rưỡi trước, cơn bão Helene đã tàn phá sâu cho đất liền của nước Mỹ, gây ra lượng mưa lớn và lũ quét tàn phá khắp các vùng đông nam của nước này. Song mà tình trạng bất bình đẳng xã hội còn khiến cho một số cộng đồng chịu tổn thất nhiều hơn những cộng đồng khác. Sau cơn bão là hậu quả. Với ít nhất 215 người thiệt mạng, bão Helene đã trở thành cơn bão chết chóc nhất tấn công vào đất liền Mỹ kể từ cơn bão Katrina năm 2005. Hiện hàng chục, thậm chí có thể là hàng trăm người vẫn mất tích. Nhưng nước Mỹ đã biết trước về cơn bão này. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền tuần trước, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã tiến hành một chiến dịch toàn diện để cảnh báo những bộ phận lập kế hoạch khẩn cấp, những lực lượng ứng cứu tiên phong và cư dân trên khắp vùng Đông Nam rằng cơn bão này sẽ gây mưa lớn và gió mạnh, khiến thảm họa có thể xảy ra cách bờ biển hàng trăm km. Cơ quan này đã dự đoán chính xác rằng Helene sẽ là một trong những sự kiện thời tiết nghiêm trọng nhất mà khu vực Asheville thuộc bang Bắc Carolina từng ghi nhận. Vậy mà số lượng thương vong vẫn ngày càng tăng. Người dân cũng như giới chức đều đang vấn lương tâm là liệu đã có thể làm gì hơn để cảnh báo và ứng phó tốt hơn với thảm họa. Nhưng các chuyên gia cho biết gốc rễ của vấn đề nằm ở tình trạng bất bình đẳng xã hội. Tại sao người dân không biết rằng sẽ có bão và lũ lụt lớn như thế? Thật không may, đó là do đói nghèo. Chính quyền ở đó không có đủ nguồn lực. Người ta có thể đã biết, có thể đã có thông tin, có thể đã muốn hành động, nhưng không có đủ nguồn lực. Không có gì ngạc nhiên khi một cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực này và gây ra thảm họa lớn, bởi người dân không thể chuẩn bị đầy đủ. Con đường phục hồi sau bão đối với các cộng đồng nghèo cũng phức tạp hơn, do bị cô lập, thiếu nước sạch và dịch vụ viễn thông chập chờn. Có nghĩa là họ sẽ phải chờ một thời gian dài để cuộc sống trở lại bình thường, dù những người dân ở đây vốn cũng không sở hữu gì nhiều. Người dân có lẽ đã mất tất cả mọi thứ ở tầng trệt và có thể là cả ở những tầng trên. Hầu hết những người đó, đặc biệt là ở dãy núi Appalachian, có vẻ như không có bảo hiểm. Họ có thu nhập thấp, ngay cả khi có việc làm thường xuyên. Họ không có mấy tài sản, không có nhiều mối quan hệ, và giờ họ đã mất tất cả mọi thứ, kể cả các thành viên trong gia đình.